chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường, đánh thức những ai sai đường. Buông hết trái ngang hận thù nơi quá khứ kia. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm. Ta vươn cao đôi tay ta thét vang, hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đen, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Mấy cung kia sau bao ven thắng, dù chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp tháng năm tháng trầm. Dự án lần trước của công ty chỉ là một dự án nhỏ nhằm chứng minh năng lực của anh thôi. Dự án này mới là dự án công ty muốn nhắm tới, là một khu du lịch miền Tây nghiêng về sông nước và thiên nhiên. Đối tượng khách hàng mà công ty nhắm tới là tất cả mọi người, từ gia đình, cặp đôi cho đến nhóm bạn. Anh hiểu những gì tôi nói chứ? Anh có thắc mắc gì không? Bà nè, cô đã khỏe hẳn chưa mà đi làm vậy? Anh có hiểu những gì tôi nói nãy giờ không vậy? Nếu không hiểu thì anh cứ hỏi tôi. Còn chuyện cá nhân của tôi thì anh đừng quan tâm. Tôi với anh chỉ là đồng nghiệp như bao nhiêu người khác thôi. Tôi... Anh cứ coi đi, có gì thắc mắc thì nói tôi. Tôi đi trước nha. Cô nãy tránh thua đúng không? Tôi đã nhớ chuyện đêm hôm đó, cùng nụ hôn mãnh liệt đó. Tôi luôn tự hỏi lòng, tại sao cô lại hôn tôi? Cô có tình cảm với tôi đúng không? Tôi không có. Anh hiểu lầm rồi đó. Anh quên nó đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Mình không tin là mình cảm nhận sai, nhưng vì sao cô lại né tránh mình? Chị có cần tôi giúp gì không? Dạ không, cậu là khách mà, cậu cứ ngồi chơi đi. Dù sao thì tôi ở không cũng buồn tay buồn chân, với lại tôi cũng từng là đầu bếp mà. Anh chị hai đi làm rồi hả? Dạ, hai người đi làm từ hồi sớm rồi. Dạo này bận rộn lắm à. Chị ở đây chắc cũng lâu rồi hả? Dạ, cũng lâu rồi. Hèn gì tôi thấy anh chị Phương tin tưởng chị quá trời. Tên này không biết muốn dò la gì đây. Mấy nay tôi ở đây tôi không thấy bạn bè của anh chị Phương tới chơi. Bộ họ ít bạn bè lắm hả? Ai cũng bận rộn mà, chỉ có những người vô công rỗi nghề mới ham chơi thôi. Thôi chị nấu tiếp đi. Hắn ta hỏi gì vậy? Dạ, hắn hỏi về bạn bè ông bà chủ đó. Hình như là hắn đang tò mò về cái chuyện gì đó. Sau này chị phải cẩn thận hơn. Ừ. Bất kể nói với hắn ta điều gì, chị cũng phải cẩn thận trong lời nói. Dạ, tôi biết rồi.
Mới hỏi có chút chuyện mà đã đề phòng mình rồi. Tính ra có thể lý lịch của hai người này cũng không đơn giản. Em cứ về trước đi, có gì chị sẽ liên lạc sau. Dạ. Ừ. Người tiếp theo. Em đã từng làm ở đâu rồi? Dạ, em mới chỉ làm ở một nhà hàng gần đây thôi chị. Nhưng em hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Ừ. Chị cũng chỉ cần người nhanh nhẹn và thật thà. Biết làm một chút là được. Ừ. Có gì chị sẽ chỉ thêm. Thôi em về đi. Có gì chị sẽ liên lạc sớm ha. Dạ em cảm ơn chị. Ừ. Ủa anh. Sao hôm nay anh tới trễ vậy? À, anh tính phụ chị Tư nấu ăn sáng cho cả nhà. Nhưng mà chị ấy nấu rồi. Toàn là mấy món anh Hòa thích thôi. Coi bộ anh Hòa được lòng mọi người quá em ha. Đúng rồi. Ảnh sống đàng hoàng. Với lại cũng biết cư xử lắm. Chứng tỏ chị của em là một người tài giỏi lắm mới lấy được anh Hòa. Chị của em mà. Em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là anh Hòa với chị quen nhau khi hai người hợp tác làm ăn. Gương mặt bây giờ của anh rể em không phải là gương mặt ngày xưa. Anh rể em bị tai nạn xong rồi mất trí nhớ và phẫu thuật gương mặt. Nhưng mà em cũng thắc mắc là gương mặt lúc trước như thế nào ta. Vì cái bữa đám cưới là nói là trùng với lịch thi của em nên không có kêu em về. Mà cũng không có hình lúc trước nữa. Ông Hòa có hình xăm giống Phi Long. Bà Phương lại khó chịu, muốn che đậy quá khứ của ông Hòa. Bà giúp việc và chú Tư lại cẩn trọng bảo vệ thông tin mà bà Phương muốn che giấu. Những cái đó mình không tin ông Hòa là Phi Long cũng không được. Mày cao tay thiệt đó Long. Bao nhiêu năm nay tao phải sống chui sống nhủi đất khách quê người, còn mày lại sống sung sướng với vợ đẹp con ngoan. Có khi nào bệnh mất trí của mày cũng là giả để che mắt mọi người không? Tao không tin là tao không điều tra được. Anh ơi, em... Anh à. Anh nghĩ gì vậy? À, anh đang nghĩ coi anh phải làm như thế nào để trở thành một người chồng hoàn hảo giống như là anh Hòa, anh rể của em. Anh không cần làm gì hết, chính anh thôi cũng là hoàn hảo rồi. À, em tìm đủ nhân viên chưa vậy? Em chấm được vài người, anh xem đi. Tự nhiên anh mời tôi đi ăn, tôi bất ngờ lắm luôn á. Dù sao á, tôi cũng cảm ơn Yến đã giúp tôi có việc làm. Là do ông có tài thôi. Với lại á, đây là đích thân tổng giám đốc mời ông vô công ty. Công nhận tôi nể ông thiệt luôn á. May mắn thôi, đúng ngày bản thiết kế tổng giám đốc thích và khách hàng đã chọn. Do Nam khiêm tốn quá thôi. Nói nghe nè, tôi thấy hơi lạ nha. Trước giờ rất nhiều người thuyết phục ông vô công ty làm full time, ông đâu có chịu đâu, mà sao nhận lời vậy? Không biết tại sao nữa, tự dưng tôi có cảm giác quý mến tổng giám đốc. Chắc tại vì ông ấy có nhiều nét giống ba tôi. Với lại tôi cũng cảm thấy ông quý mến tài năng của tôi và xem trọng mình, cho nên mình có cảm tình. Thôi kệ, bất kể lý do gì chăng nữa thì ông vào chung công ty với tôi là vui lắm rồi. Ở đây á, ông có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện hết tài năng của mình. Đây, ăn cái này đi, cho có sức sáng tạo nha. Ăn nhiều vô. Cảm ơn Nghĩ nhiều nha. Tôi cũng muốn ăn nữa. Trời, ủa gì vậy trời? Sao đi theo hoài vậy? Nè, quán ăn này gần ở công ty, ai muốn tới ăn cũng được. Còn cái chuyện ai theo ai thì chưa biết à nghe. Thích ăn quá thì đi chỗ khác ăn, mắc mấy gì ngồi đây. Tôi thích ngồi đây. Được, bàn trọng mà, cậu cứ ngồi đi. Tao ngồi đâu là quyền của tao, không phải chuyện của mày. Hả? À, miếng sườn này ngon nè. Ê, ê gì? Để tôi ăn. Cái này là của Nam mà. Ở sao? Không sao đâu, có gì mình gọi thêm món mới. Nè, ăn tiếp đi Nam, ăn hết luôn đi, còn nhiều lắm. Đồ vô duyên. Nhìn ghê quá vậy. Không lẽ đang thích Yến sao? Ủa Quỳnh, bà đi ăn trưa với tôi không? À, tôi có nhờ Yến mua cho tôi rồi. Thôi bà đi ăn đi nha. À, vậy tôi đi trước nha. Ừ.
Sao cô lại đi? Dạ, tôi vào đưa hồ sơ trình ký với sếp, mà không thấy sếp ở trong này. Cô cứ để nó đi, một lát tôi ký. Dạ. Dạ tôi xin phép. Dạ con nghe nè ba. Con đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì ba? Hôm nay Duy Nam đã chính thức vào công ty làm việc rồi đó. Bà vui lắm. Duy Nam giỏi như vậy, ba lại có thêm một trợ thủ đắc lực nữa rồi đó. Ba nói vậy đúng rồi đó. Người giỏi như anh Nam á mà không được sử dụng đúng nơi đúng chỗ là uổng phí tài năng lắm á. Dạ vậy thôi nha ba. Chuyện vui như vậy là phải ăn mừng mới được. Alo, anh nghe nè. Em muốn chúc mừng anh ngày đầu đi làm ở công ty. Anh đi ăn với em nha. Bữa nay anh chỉ muốn về nhà ăn với mẹ cho mẹ vui. Hẹn em lúc khác nha. Vậy hẹn anh bữa khác. Chào em. Hiếm lắm mới có cơ hội. Hả? Qua thẳng nhà ảnh rồi nấu ăn luôn. Rồi mình lấy lòng mẹ anh cũng được mà. Cô. Dạ. Có gì không con? Con tính qua nhà bạn để nấu ăn á. Mình nấu món gì ăn được hả cô? Tụi con còn trẻ, hãy nấu món BBQ là thích hợp nhất đó. Vừa nướng lại vừa nói chuyện. Có bạn con, nhưng mà cũng có người lớn nữa. Ủa, có người lớn nữa hả? Dạ. Vậy thì con hãy nấu cái món bổ dưỡng đi. Bổ dưỡng? Như là bào ngư nè, di cá nè. Tốt cho sức khỏe đó. Con thấy nó cấn cấn sao á. Cô có chắc là người lớn ai cũng thích mấy món đó không? Cũng tùy người à. Mà khó thiệt á. Nếu mà biết sở thích của họ đó thì mình nấu dễ hơn. À, hay là bây giờ con nhờ thêm tư vấn của chú Bách. Tại vì chú Bách là đầu bếp mà, chắc chắn là sẽ biết được tâm lý của khách hàng. Con á, nói chuyện với chú Bách bình thường thôi nha. Hãy cẩn thận với chú đó đó. Ủa, sao vậy cô? Hôm trước á, chú Bách có hỏi về ông chủ. Hỏi về ba con hả? Ủa, mà hỏi về ba con chuyện gì? Hỏi bạn ông chủ có ai tới nhà chơi không? Nói chung là mình chưa biết rõ về người ta. Đừng thân thiết quá nha con. Dạ con biết rồi. Sao kỳ vậy ta? Gần đây ai cũng hỏi về ba. Hết anh Đạt, tới anh Nam, rồi giờ tới chú Bách nữa. Ôi nè. Có chuyện gì nữa đây? Mày muốn kiếm chuyện tao đúng không? Cậu nói gì vậy? Chứ tại sao tao vừa quyết định đi làm thì mày cũng xin việc ở đây? Mày không cố tình chứ lại gì? Tôi cũng rất bất ngờ khi cậu chịu đi làm. Lúc nào tôi cũng mong cuộc sống của cậu tốt hơn. Vậy thì lý do gì mà tôi lại gây khó dễ cho cậu? Ở công ty này, người quen của tao là bà Phương đó, là chủ tịch luôn đó. Chức vụ tao cao hơn mày. Sau này mày có làm cái gì á, tao sẽ giám sát mày á. Tôi đã chấp nhận vào công ty làm là chấp nhận báo cáo với lại cấp trên, nên chuyện cậu giám sát hay không cũng không thành vấn đề. Mày cứ chờ đó mà coi. Sau này mày làm việc gì cũng phải cẩn thận, chỉnh chu. Nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nếu như tôi làm sai trong công việc thì cậu có gì nhắc nhở. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể hòa thuận, bỏ đi những chuyện hận thù trước đây, tránh ảnh hưởng tới công ty. Mày đừng có lo, tao công tư phân minh lắm. Được gì thì tốt. Ê, mày tránh xa Yến ra. Mày không xứng đáng với Yến đâu. Mày biết ba Yến là công an không? Và Yến xứng đáng với người chồng tốt hơn, là con của kẻ tội phạm. Tôi vốn dĩ không có ý gì với Yến. Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt, mãi mãi là như vậy. Nếu cậu thích thì cứ việc đến với Yến tự nhiên. Chắc không? Tôi cũng đang để ý người con gái khác rồi, cho nên tôi rất hiểu tâm lý của cậu.
Chỉ cần nhìn qua thái độ của cậu là tôi có thể biết được tình cảm của cậu dành cho Yến như thế nào mà. Đúng rồi, tao thích Yến đó. Biết điều á thì tránh xa, thiệt xa Yến ra. Đó mà tỏ tình với cà rít của mày đi. Chuyện của tôi tự biết lo liệu. Cậu đã hiểu được rồi thì từ nay không cần đề phòng tôi đâu. Nè, người mày cà rít gì đó có phải là Quỳnh không? Làm gì có. Nè, cậu đừng có suy diễn lung tung nữa. Có việc thích người khác cũng không dám thừa nhận nữa thì làm sao xứng đáng làm đàn ông? Có ngày mất đi á, rồi ở đó mà hối tiếc. Nhớ những gì tao nói. Dạ, con chào cô. Chào con. Con mới tới hả? Tiếc quá, thằng Nam nó đi làm chưa có về. À, con biết mà. Hôm nay anh đi làm ở công ty của ba con. Con cố tình đến đây để thăm cô. Với lại con cũng có chuẩn bị đồ ăn để chúc mừng nữa. Cái này cô không dám nhận đâu. Không có gì đâu cô. Con chuẩn bị để chúc mừng anh Nam ngày đầu tiên đi làm mà. Cô cho phép con xuống bếp để chuẩn bị nha. Con là tiểu thư, làm sao mà làm mấy việc này được? Thật ra mấy cái chuyện này con còn dở lắm. Con vẫn luôn muốn học hỏi thêm để sau này còn lấy chồng nữa. Cho nên là có gì cô dạy thêm cho con nha cô. Thôi được rồi, con xuống đây với cô. Dạ. Cô Nhung mới gọi cho tôi mời tôi qua ăn tiệc mừng của ông đó. Cô có nói với ông chưa? Ừ, tôi có nghe mẹ nói. Nhờ có ông quyết định sáng suốt cho nên tôi mới được ăn món ngon của cô Nhung nấu. Cảm ơn ông nha. Đâu có gì đâu. Một lần nữa chúc mừng Nam. À, Quỳnh. À, tối nay cô có rảnh không? Tới nhà của tôi ăn tiệc. Đúng rồi đó. Nhờ có em mà Nam mới chịu vô công ty làm. Cho nên bữa tiệc này phải có em mới vui. Đúng không Nam? Ờ... Đi làm thôi mà ăn mừng dữ vậy sao? Nè, ông nữa hả? Ừ. Tính gây chuyện hả? Tôi có làm gì đâu. Kệ đi Nam, mình đi. Khoan. Cậu muốn gì nữa đây? Muốn gì là quyền của tao. Nè, làm gì vậy? Đáng. Kiểm tra coi mày có lấy đồ công ty về không. Nè, ông quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng là quá đáng làm sao? Tôi cũng đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Chuyện gì vậy? Không biết. Giám sát nhân viên công ty coi cậu ta có đem đồ công ty về hay không. Con của tội phạm cướp của giết người á thì làm sao mà tin tưởng được, đúng không mọi người? Con của tội phạm cướp của giết người mà làm sao tin tưởng trong công ty? Ông tính làm nhục Nam đúng không, đồ hèn? Nè, nói ai hèn? Chỉ có mấy người hèn mới làm ra những trò bỉ ổi như vậy. Tôi nhắc thêm một lần cho ông nhớ, Nam á là một người tài năng đàng hoàng. Chính tổng giám đốc mời Nam vô công ty làm. Dù sao Nam cũng đang làm việc rất tốt. Tôi thừa nhận năng lực của anh Nam ở đây. Còn chuyện cá nhân không nên nói như vậy nếu cậu là người quân tử. Con của tội phạm á thì tôi nói là con của tội phạm. Sao? Thích nó hả? Cô bao che nó hả? Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trong công ty này biết mọi người đang bị nó lừa rồi. Ê, không ngờ vậy luôn á. Ờ. Nè, đang nói gì đó? Đi về đi. Nè, Yến u mê đến mức độ vậy hả? Nó đang gạt mọi người đó. Được rồi Yến, tôi quen chuyện này rồi, đừng cãi nhau nữa. Nam cứ nhịn vậy hoài thì ổng ngày càng làm tới đó. Thôi đi mà. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ. Dạ, tổng giám đốc. Dạ, tại vì Đăng á đòi lục túi Nam rồi còn nói này nói kia cho nên là em mới cự cãi lại. Ờ thì tôi chỉ sợ cậu ta lấy cấp độ của công ty đem về nhà của mình thôi. Cậu là người mới sao? Dạ. Cậu làm ở bộ phận nào? Tôi làm phòng nhân sự. Nhiệm vụ của tôi là giám sát nhân viên. Ai thì tôi không biết, nhưng mà riêng Duy Nam thì tôi khẳng định là sẽ không bao giờ có chuyện ăn cắp đâu. Với lại cậu không có cái quyền tra xét người khác như vậy. Cần thì trích xuất camera, cậu tự ý tra xét như vậy là phạm tội đó. Ai là người đã tuyển cậu vào? Ờ, dạ, chủ tịch. Bây giờ cậu về đi. Lần sau cậu mà tái phạm chuyện này nữa, tôi chính thức sa thải cậu đó. Mỗi nhục này, ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Tôi xin phép.
từ nay trở đi nếu có ai làm khó cậu cứ báo với tôi. Dạ, tôi cảm ơn sếp. Nam ơi, đừng có buồn nha, đừng có để ý tới lời nói của Đăng. Không sao đâu. À, thôi, hai người dọn tiệc vui vẻ đi. Tối nay tôi có việc rồi, không đi được. Cảm ơn lời mời của hai người nha. Ủa, sao vậy Quỳnh? Thôi, mình về thôi Nam, cô Nhung đang chờ đó. Cô không nghĩ một cô tiểu thư nhà giàu như con mà biết nấu ăn đó. Dạ, tại con hay phụ cô giúp việc nấu ăn để phát đồ cho những người cơ nhỡ, cho nên con biết là một chút à. Cô đừng cười con nha. Vì vậy là giỏi lắm rồi. À, mai mốt con có đi nữa nhớ rủ cô nha. Cô cũng muốn giúp một tay. Thiệt hả cô? Chắc chắn là con sẽ gọi cô. Con còn tưởng cô cho là con làm chuyện bao đồng nữa. Không phải ai cũng có lòng thương người giống như con đâu. Cô, anh Nam, anh thích ăn món gì vậy cô? Nè, món gỏi này nè. À, con cũng thích ăn món này nữa. Vậy hả? Thưa cô Nhung, con mới qua. Thưa mẹ, con mới về. Ờ, con... Hạnh. Ủa, Hạnh, em tới lâu chưa? Mà sao em lại có mặt ở đây vậy? Thì em qua đây nấu ăn, để chúc mừng anh Nam nhân ngày đầu tiên đi làm nè. Bữa tiệc hôm nay là do Hạnh nấu đó con. Cảm ơn em. Anh đừng khách sáo với em như vậy. Cô Nhung, còn làm gì nữa không? Con phụ cho. À, xong hết rồi, bây giờ mình ăn thôi con. Con ăn thử đi, coi Hạnh nấu có ngon không. À, không tin được là những món này là Hạnh nấu luôn á. Bởi vì chị nghĩ á, một người cành vàng lá ngọc như em thì chắc chắn là có giúp việc nấu đúng không? Con ăn thử đi, đảm bảo sẽ bất ngờ. Dạ. Ờ, xin mời. Sao con, thấy làm sao? Cũng ngon thiệt. Chắc là nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cô Nhung đúng không? Bởi vì cô Nhung là người nấu ăn tuyệt vời nhất. Tôi cũng hay thường xuyên qua đây học cô nấu mà. Tôi nấu ăn cũng đâu có tệ, đúng không Nam? Đúng rồi, Yến nấu ăn cũng ngon lắm đó. Chị Yến cũng có tình cảm với anh Nam sao? Em nấu ăn ngon vậy là cũng nhờ cô Nhung chỉ dẫn. Sau này em còn nhiều dịp để học hỏi cô nữa mà. Cái gì? Qua đây nhiều lần hả? Ý chị là em sẽ qua nhờ cô Nhung chỉ nấu ăn nữa hả? Đúng rồi, thì em với cô bạn với nhau rồi, sau này cô sẽ chỉ em nấu để đi từ thiện, nên con phải gặp cô nhiều hơn rồi đúng không cô? Thôi thôi, đứa nào muốn học thì cô chỉ hết. Quỳnh vẫn luôn tìm cách né tránh mình. Làm sao mới có thể khiến cô phải thừa nhận tình cảm của dành cho mình đi? Thôi nè, đồ ăn nguội hết rồi, ăn đi mấy đứa. Con mời cô. Ăn đi con. Con mời cô. Ăn đi, ăn đi. Cảm ơn mọi người vì bữa tiệc hôm nay. Nè Nam, ăn đi Nam. Dạ thưa ba, con mới về. Con đi đâu mà về trễ vậy? Dạ con bên nhà cô Nhung mới về. Hôm nay ăn uống vui lắm. Hôm nay á, tụi con ăn mừng ngày đầu Nam vô công ty làm việc đó ba. Thằng Nam đồng ý vô công ty làm sao? Ba bất ngờ lắm đúng không? Còn cái bất ngờ hơn nữa nè. Hôm nay không những Nam lần đầu tiên vô công ty làm việc mà Đăng cũng vô công ty làm việc luôn á ba.
Sao hai đứa này đột ngột quyết định như vậy? Nó đâu phải tính cách của tụi nó đâu. Nhưng mà cái con thấy bất ngờ và khó chịu nhất của ngày hôm nay, bà có biết chuyện gì không? Con gái rượu của tổng giám đốc dám tới nhà Nam nấu ăn cho Nam ăn, và còn lấy lòng cô Nhung nữa. Ủa, cô ta là cành vàng lá ngọc sắm kiếm mấy chàng hoàng tử nào đó mà xứng đôi dừa lưới với mình, sao cứ phải tia Nam hoài vậy? Nè, đến nước này có phải con có tình ý với Nam rồi đúng không? Con làm gì có. Không có hả? Không có sao nhìn bộ dạng con, gương mặt con thấy khó chịu chuyện cô gái con tổng giám đốc vậy? Tại con không thích con nhỏ Hạnh thôi. Người ta làm gì mà con không thích? Nó hả? Con buồn ngủ rồi, thôi con ngủ trước nha. Bye, bà ngủ ngon. Không ngờ thằng Đăng và Nam lại vào làm cùng công ty do bà Phương làm chủ. Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Bên phía thằng Đạt thì muốn kiểm chứng hình xăm của Định Hòa. Tất cả mọi việc hình như có mối liên quan nào đó. Mà đó là gì? Tại sao mình không nghĩ ra được chứ? Ba của Nam có liên quan gì tới mình? Tại sao ký ức đó cứ hiện lên trong đầu của mình hoài vậy? Mày chỉ giả bộ mất trí để trốn truy nã đúng không? Ủa? Mày không nhận ra tao thiệt hả Long? Tao Hùng Cường nè, giỡn với tao mấy ngày nay đủ rồi đó. Cậu nói cái gì lạ vậy cậu Bách? Mày đừng có giả bộ nữa. Phi Long. Phi Long? Phi Long là ai? Cậu nhầm người rồi đó. Tôi là Định Hoa, là anh rể của Thạnh. Thôi, mày đừng có giả bộ hoài. Mày yên tâm đi, tao sẽ không khai mày ra đâu Long. Tao chỉ phục mày, mày trốn được 20 năm nay, sống trong giàu sang sung sướng. Tôi nói lại một lần nữa, tôi là Định Hoa. Cậu mà còn nói lung tung nữa, tôi sẽ nói với Thạnh đó. Anh bớt giận, em xin lỗi. Tại em thấy anh rất giống người bạn cũ của em, cho nên em nhìn nhầm thôi. Nếu em có nói gì lỡ lời, anh bỏ qua nha. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại nói với tôi những điều này. Cậu còn nói cậu là Hùng Cường, còn Phi Long nữa. Phi Long, Hùng Cường, họ là những ai? Thiệt ra em có người quen bị mất tích mấy chục năm nay. Người đó trạc tuổi anh, nên em chỉ muốn thử xem anh có phải là người đó hay không thôi. Bộ tôi giống lắm sao? Cũng gần giống. Nếu sự thật là như vậy thì tôi mong là cậu sẽ sớm tìm được người bạn đó. Cảm ơn anh. Sao khuya rồi anh chưa ngủ nữa? Anh hay thức khuya như vậy lắm à? Tôi chưa ngủ được vì có quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Còn cậu, nhà hàng mở tới đâu rồi? Cũng tạm tạm, xong bước đầu rồi anh. Ngày khai trương vợ chồng tôi chắc chắn ghé ủng hộ. Cảm ơn anh chị. Chuyện em hỏi anh đừng có nói cho ai biết nha. Cậu vừa mới nói gì? Không có gì, em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi. Anh ngủ ngon. Chào chị. Sao giờ này anh còn ngồi đây? Không phải là sáng mai mình có cuộc họp quan trọng sao? Tại sao lại như vậy? Anh. Hả? Có nghe em nói gì không? Phương nè, trước đây
anh có từng quen một người đàn ông nào tên là Phi Long không? Phi Long? Sao anh lại hỏi vậy? Anh cũng chỉ hỏi đại thôi à. Hỏi đại thật sao? Ừ, bộ em không tin anh sao? Không phải, chỉ là em hơi bất ngờ vì tự nhiên anh hỏi như vậy. Vì cái tên này rất lạ, lần đầu tiên em mới nghe. Thôi, tranh thủ đi ngủ đi, mai vô công ty còn nhiều việc lắm đó. Rồi, đi ngủ. Tại sao giờ nói chuyện với Bách xong thì anh lại hỏi cái tên này? Chuyện này có liên quan gì đến hắn không? Hay còn những người quen cũ nào khác muốn tìm tung tích của Phi Long? Anh lại tới đây nữa hả? Anh xin lỗi em chuyện hôm trước. Lúc đó anh hơi mất bình tĩnh, cho nên lớn tiếng với em. Em không để tâm tới chuyện đó đâu. Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Những lời nói của em hôm trước hoàn toàn là hợp lý. Nếu như mà bây giờ em nhận ba, có khi lại bứt dây động rừng. Với lại, chỉ dựa vào hình xăm trên vai của Định Hòa, cũng chưa thể nào khẳng định nó có phải là Phi Long hay không. Hơn nữa, cái chuyện mất trí nhớ của ông ta không biết có thật hay không nữa. Và những vấn đề xảy ra trong 20 năm vừa rồi, nó cũng không có thỏa đáng. Anh nghĩ là phải điều tra cho kỹ trước khi em nhận lại ba. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Bây giờ muốn làm gì? Em đang cầm gì vậy? Đưa cho anh. Đây là viên thuốc mà Đình Hòa uống mỗi khi đau đầu. Ở trên nhãn thuốc thì ghi là thuốc an thần, nhưng mà em nghĩ là không đơn giản vậy. Em cứ yên tâm giao việc này cho anh. Anh sẽ kiểm tra xem đây là loại thuốc gì, sau đó sẽ trả lời cho em biết. Ừ. Anh lúc nào cũng giúp đỡ em nhiệt tình hết. Không biết lấy gì để cảm ơn anh. Tất cả những chuyện anh làm cho em, em đừng nghĩ là tình cảm cá nhân của anh, mà còn có lý do khác. Là... anh muốn trả ơn. Trả ơn? Ừ. Anh còn nhớ chuyện cũ hả? Không bao giờ anh quên được những chuyện mà em đã làm cho anh. Chờ ba con đi cùng vậy chú ba. Nghe chú ba nói nè, bây giờ con đi theo chú ba, rồi sau đó ba con sẽ đi tìm con nghe nhá. Không, con muốn đi theo ba à. Con ngoan nghe lời chú đi. Con không ngoan thì ba sẽ không đi tìm con đâu. Nhớ nghe không? Dạ. Con ăn bánh tiếp đi rồi mình đi. Dạ. Có tiền chú Quán ơi. Rồi tới liền. Rồi của em 50 cho em gửi. Thôi cảm ơn ha. Ăn bánh đi. Dạ. Nè, ra dọn chén dĩa kìa. Dạ con. Nhanh lên. Dạ. Ê, thằng kia. Ai cho mày ăn vậy? Tại sáng giờ con đói quá. Đến giờ mới được ăn. Dạ. Dọn dẹp cho tao. Bé Ngọc cô. Anh ơi, em hả? Có cái bánh nè, ăn đi anh. Không cho nó ăn. Anh kia, anh làm gì vậy? Sao đối xử với con nít như vậy? Anh biết cái gì? Ba má nó thiếu nợ tôi rồi bỏ trốn. Tôi bắt nó làm để trừ nợ. Nó làm biếng nên tôi không cho ăn. Anh mà cho nó ăn thì nó không làm cho tôi nữa. Mày á, đúng là cha nào con đó. Mày lì lợm. Ông không có được nói xấu ba tôi. Cãi tao hả? Cãi nè. Thôi đủ rồi. Ba má nó thiếu nợ anh. Cho dù bây giờ anh có đánh chết nó, ba má nó cũng không trả đâu. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Mày
Vô đây tao biểu chết với tao. Anh ơi. Nè. Vô đây. Nhóc. Con làm gì vậy? Cứu ảnh đi chú. Chú ơi đi mà chú. Chú ơi chú. Đi. Con chưa ăn gì hết á, chắc là đói rồi đúng không? Chú ba gọi gì đó cho con ăn nha. Nè, giận chú ba vì không cứu cậu bé đó hả? Nhưng mà con sợ anh ấy bị đánh chết. Chú phải cứu anh ấy đi chú. Hồi nãy con thấy ông chủ quán đó dữ dằn hả? Con không sợ ông đánh con à? Nhưng mà con không muốn anh ấy chết. Chú ba ơi chú ba, cứu ảnh đi chú ba. Hoàn cảnh của chú cháu mình còn lo chưa xong, giờ con muốn cứu ai? Nè, thôi được rồi, chú ba sẽ đi cứu cậu bé đó. Nhưng mà con á, phải ngoan ngoãn nghe lời chú ba. Dạ. Ngồi đây nghe, không được đi đâu đó. Dạ. À, sao vậy chú? Đi theo chú. Nhưng mà... Gì? Anh không sao. Nè nhóc, con bị đánh như vậy sao không bỏ trốn đi? Dạ con đi không được. Sao vậy? Sao không bỏ trốn được? Ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ của con bị thiếu nợ nên đã bỏ trốn. Dạ bị tai nạn chết lâu rồi. Tội anh quá, chắc là anh nhớ ba mẹ anh lắm. Nếu như vậy con càng phải bỏ trốn chứ, để cho người ta đánh đập con vậy sao? Dạ ông ấy đang giữ kỷ luật của ba mẹ con. Ông bắt con làm việc để trừ nợ. Con tính rồi, khi nào con lấy lại được con sẽ bỏ trốn. Thôi được rồi, con ngồi đây chờ chú đi. Dạ. Anh qua đây ngồi đi anh. Ừ. Chủ quán đâu? Chủ quán. Lại là ông nữa hả? Ông muốn cái gì đây? Trả cái kỷ vật của mẹ thằng bé cho tôi. Mày là cái thá gì tao phải nghe lời mày? Giờ sao? Mày có tin là tao đốt quán của mày không? Có được không? Được. Được. Đi nhanh. Đây. Mày liêu hồn vậy mày? Chú. Nè, con coi đi, có phải kỷ vật của ba mẹ con không? Dạ. Dạ đúng của ba mẹ con rồi. Con cảm ơn chú nhiều. Bây giờ đã có kỷ vật rồi, con nên đi trốn đi, đừng ở đây nữa nha. Ngọc à, đi con. Dạ. Chú ơi, chú cho con theo với chú. Nè nhóc, thân chú còn lo chưa xong, làm sao dẫn con theo được chứ? Nhưng mà bây giờ con không biết đi đâu hết. Con không còn ai là người thân nữa. Chú ơi cho con đi theo đi chú. Chú ơi cho ảnh đi theo đi chú. Để ảnh lại, con sợ ảnh gặp người xấu lắm. Đi mà chú. Chú ơi, đi chú. Mà chú. Thôi được rồi, đi theo chú á là phải nghe lời chú đó. Dạ con biết rồi chú. Cũng may là năm đó có em nó giúp anh một tiếng, anh mới được đi theo ba. Nếu không bây giờ anh cũng không biết mình sẽ ra sao. Có khi đã chết đói không chừng. Em cũng không biết năm đó mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Sao em lại nói vậy? Nếu mà năm đó em không giúp anh thì anh sẽ không đi vào con đường xấu như bây giờ. Không, anh không hối hận về những việc mình đã làm. Anh đã quyết định con đường của anh, những gì mà anh muốn làm thì anh phải làm cho bằng được. Dù bằng bất cứ giá nào, anh sẽ làm tất cả vì em và ba.
Người mày cờ rết cờ rít gì đó, có phải là Quỳnh không? Làm gì có. Nè, đừng có suy diễn lung tung nha. Có việc thích người khác cũng không dám thừa nhận nữa thì làm sao xứng đáng làm đàn ông? Có ngày mất đi á, rồi ở đó mà hối tiếc. Mình không thể không nhớ tới Quỳnh. Ngày mai có buổi thuyết trình quan trọng, Nam nghỉ ngơi sớm để lấy sức, mai làm cho thật tốt. Buổi thuyết trình ngày mai em chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Anh cứ yên tâm trình bày đúng theo những gì anh đã thiết kế là được. Anh không có gì phải lo hết. Ngày mai thuyết trình xong tôi mời cô đi ăn cơm được không? Dù sao cũng nhờ cô mà tôi mới vô được công ty làm. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Không cần cảm ơn tôi đâu. Anh đi làm được ở công ty á là do năng lực của anh mà. Tôi đâu có giúp gì đâu. Cô giúp được cho tôi nhiều lắm. Từ đầu cũng đã nhờ cô phát hiện ra thôi. Nếu vậy thì anh rủ cả chị Yến đi. Vậy tính ra nhờ chị Yến giới thiệu mà tôi mới biết anh đó. Tôi chỉ muốn là tôi với cô đi ăn vui vẻ với nhau thôi. Với lại hồi chiều á, Yến cũng đã tới nhà ăn với mẹ tôi rồi. Tôi không thể đi riêng với anh được. Sao vậy? Chị Yến thích anh. Tôi với anh đi như vậy á, chị ấy nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Mất công chị khó chịu cho tôi nữa. Tôi biết là Yến thích tôi, nhưng mà tôi đã thích người khác rồi. Thôi tôi bận rồi. Mai anh cứ thuyết trình như vậy là tốt đó. Vậy nha, bye bye. Người trong lòng của anh chính là em đó Quỳnh. Dạ, tổng giám đốc có màu phối của bản vẽ cùng với lối thiết kế kiểu kiến trúc xưa. Tôi tin là một người thích thiên nhiên, thích sự cổ kính như tổng giám đốc Bình Minh chắc chắn sẽ ưng ý bản vẽ này. Dạ, đây là bản vẽ rất ấn tượng và sáng tạo. Tôi cũng thấy vậy. Hy vọng là sẽ đúng như lời cậu nói. Tôi cũng hy vọng là Bình Minh sẽ hài lòng. Nếu như vậy á thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được hợp đồng lần này. Hai người cũng đã cố gắng nhiều rồi. Thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào dự án mới. Trời ơi. Dạ, dạ xin chào chủ tịch. Hai người ngồi xuống tự nhiên. Ba đi. Họp dạ. Chưa xong nữa hả? Không thấy ba đang họp sao mà còn hỏi. Có chuyện gì tới tận đây mà tìm ba như vậy? Anh, hôm nay anh quên là nhà mình đi dự khai trương nhà hàng của dì Thạnh hả? Đúng rồi, anh quên mất nữa. Ba quên hoài. Có khi nào ba quên luôn đứa con gái này không? Con thì làm sao ba quên được. Con cái cưng của ba mà. Con cái cưng sao? Mình đi đi ba. Chứ không thôi để trễ á. Anh Nam, đi chung luôn đi. Bữa trước dì Thạnh cũng mệt qua khai trương mà. Hồi sáng anh có ghé chúc mừng dễ rồi. Thôi em đi đi. Ủa sao sáng anh đi mà không rủ em? Em mà biết trước á là em đi với anh rồi, chứ em đâu đi với ba mẹ em đâu. Trời đất ơi, nói gì mà cũng nói được nữa. Bây giờ con đi với ba mẹ cũng được nè. Vậy con đi với ba mẹ cũng được. Đi xong ba vẫn còn đi mua đồ nha. Con muốn mua cái gì? Con rất là cần số lượng búp bê lớn cho đợt từ thiện sắp tới. Ba giúp con nha. Tưởng gì, chuyện đó thì ba đồng ý. Ba là số một á. Còn mẹ nãy giờ ngồi đây, con quên mất tiêu luôn rồi hả? Mẹ cũng là số một luôn. Coi đó, suốt ngày nó chỉ biết làm nũng với ba nó thôi à. Rồi chỉ lo hoạt động từ thiện xã hội gì đó mà không lo học hành gì hết trơn. Con phải lo chí thú kinh doanh để sau này còn nối nghiệp ba mẹ nữa chứ. Thôi,
con đâu thích kinh doanh đâu, nhức đầu lắm. Vậy chứ con thích cái gì? Con thích làm vợ, thích làm nội trợ, rồi giặt giũ nấu ăn, muốn an phận ở nhà chăm sóc chồng của trời. Con chỉ cần con kiếm được tấm chồng như ý là con không lo gì hết. Trời đất, con nói vậy á mà không sợ anh Nam với chị Quỳnh cười cho hả? Mà sao con không có chút nào giống mẹ vậy hả Hạnh? Phụ nữ thời nay á cần phải mạnh mẽ, phải có sự nghiệp riêng của mình chứ. Mà anh thấy con bé Hạnh nó lựa chọn như vậy cũng đúng mà em. Chỉ cần á lựa chọn được một tấm chồng tốt để dựa vào, còn vợ á là ở nhà dung dáng gia đình là được rồi. Hai người thấy không, ảnh á lúc nào cũng cưng chiều con nhỏ, anh chiều riết á rồi nó hư cho coi. Con gái rượu của anh không cưng á thì cưng ngay bây giờ. Ba đúng là nhất mà. Coi đó, lâu lắm rồi con không được ôm ba như vậy. Ba không nhớ chút gì về con sao ba? Dạ tôi xin phép ạ. Dạ vậy xin phép tôi cũng đi trước. Dạ. Đi đi ba. Rồi được rồi. Ba ơi con không chịu con đâu. Cái gì vậy con? Hả? Bạn lén không cho con chơi búp bê chung đó ba. Trời, bộ con thích búp bê lắm hả? Dạ. Bạn lấy cái búp bê đẹp lắm mà không cho con chơi. Làm ba hết hồn, tưởng đâu có chuyện gì. Chào ba chút đi, qua đây con. Dạ. Ngồi xuống đây. Chào ba chút nghe. Dạ. À. Đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp. Đẹp quá ba ơi, con thích lắm. Con cảm ơn ba. Sao con khóc vậy? Năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường, đánh thức những ai sai đường. Buông hết trái ngang hận thù nơi quá khứ kia. Đời ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng, và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang hey ho hey ho hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đêm, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Về cùng kia sau bao ven thắng thua, chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng, và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường, đánh thức những ai sai đường.
buông hết trái ngang hận thù nơi.